Hello, xin chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thanh Tú Store, kênh chuyên mua bán điện thoại cũ chính hãng giá rẻ. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục làm video so sánh giữa con Samsung S9 Plus ma Mỹ và một con Poco X3. Thì là do một bạn là bạn yêu công nghệ, bạn thì có comment, bạn nhờ mình tư vấn giúp bạn ấy để chọn một trong hai cây này. Ok, và ngày hôm nay mình sẽ làm cái video so sánh nhé. Và hôm trước ý, mình có làm một cái video so sánh giữa con Samsung S10 Plus ma Mỹ và một con iPhone 8 Plus. Thì là đó là cái video đầu tiên mình làm về cái vấn đề so sánh và nhận định dưới con mắt là một người bán hàng. Và để đánh giá được cái video của mình có sự quan tâm của mọi người hay không thì mình đã làm sai lệch một thông tin đi để xem khán giả có thật sự là quan tâm đến chủ đề mình làm hay không. Nếu quan tâm thì họ sẽ xem đến cái chỗ đấy và họ sẽ phát hiện ra. Và một điều rất là tuyệt vời rằng là có rất là nhiều người phát hiện ra được cái thông tin mình đưa ra là sai. Thông tin mình đưa ra là sai. Ok, mình thấy rất là vui luôn. Thì đấy, mình thấy chủ đề này mọi người cũng quan tâm. Chính vì vậy là một tuần mình sẽ cố gắng ra một đến hai video so sánh giữa các đời máy với nhau. Và ai có nhu cầu muốn mình so sánh, ai muốn mình làm video so sánh thì các bạn có thể comment cho mình. Mình sẽ cố gắng làm các video đúng theo cái yêu cầu của mọi người nhé. Ok, và không lôi thôi liên thuyền nữa. Thì đây là con Samsung S9 Plus ma Mỹ, còn một đây là con Poco X3. Thì mình sẽ đánh giá dựa trên ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là hình thức, yếu tố thứ hai là giá cả và yếu tố thứ ba là hiệu năng, cấu hình, vân vân ở bên trong đấy. Ok, đầu tiên nói về hình thức thì mình thấy hai con đều rất là đẹp. Tuy nhiên con Poco X3 thì với thiết kế của cái dòng máy được sản xuất năm 2021 thì là nó vẫn còn là hiện đại hơn con Samsung S9 nhé. Ok, tuy nhiên thì nếu bạn nào thích nhỏ gọn hơn thì lấy con Samsung S9, còn hai con đều được thiết kế rất là tuyệt vời, màn hình đều tràn viền. Đấy, đều rất là ok nhé. Đấy, hai con này thì đều rất là ok. Cái này là do tùy các bạn thích thôi nhá, tùy các bạn thích. Tuy nhiên nếu mà nói về độ bền ý, độ bền của vỏ thì mình sẽ đánh giá cao con Samsung S9 Plus hơn, vì nói chung là mình thấy nó rất là chắc chắn hơn nhá. Còn con Poco này thì vỏ viết thì là mình thấy nó làm không được bền, sẽ không được bền là bằng Samsung S9 Plus nhá. Ok, tiếp theo là nói về giá. Nói về giá thì Samsung S9 Plus và con Poco X3 này mình đang nói ở chế độ là máy cũ và là hàng keng nhé, hàng keng 99. Thì con Samsung S9 Plus này bên mình đang bán với giá là 4 triệu 2, ma Mỹ là bên mình đang bán là 4 triệu 2 nhé. Còn con Poco X3 này thì đang bán là 4 triệu 3. Do vậy nó chỉ chênh nhau 100 nghìn thôi. Thì cái giá thì các bạn có thể gạt sang một bên nhé, chênh nhau 100 nghìn. Ok, và bây giờ mình bắt đầu đi vào bên trong. Vào bên trong thì đầu tiên thì mình nói về RAM trước. Nói về RAM thì con Poco X3 này cũng được trang bị là RAM 6 bộ nhớ 64 nhá. Có nhiều loại, có thể có RAM 6 bộ như 128, nhưng ở đây mình đánh giá là hai con đều là RAM 6 bộ nhớ 64, tức là hai con này đều RAM và bộ nhớ là bằng nhau nhá. Tuy nhiên thì con Poco X3 này chỉ được trang bị chip SLAT là gần 7 730 hay sao nhỉ? Các bạn đợi mình một xíu, mình sẽ vào trực tiếp đây mình xem. Mình sẽ vào trực tiếp đây mình xem nhé. Đúng rồi, con Poco X3 này được trang bị chip SLAT là gần 732 8 nhân nhé. Vị trí là nó sẽ thua con Samsung Galaxy S9 Plus mã Mỹ này. Con này được trang bị chip SLAT là gần 845 nhé. Do vậy là chip thì con Galaxy S9 Plus sẽ hơn. Ok, tiếp theo đến màn hình đi. Màn hình thì con Poco X3 này được trang bị màn hình 6,67 inch, màn IPS LCD. Vị trí là con này chỉ được trang bị màn LCD thôi nhé, cho nên là sẽ không được sắc LED bằng cái màn AMOLED 6,2 inch này. Super AMOLED 6,2 inch nhá. Các bạn nhìn này, rất là đẹp. Màn con
Samsung thì đẹp hơn rất là nhiều nhá. Samsung đẹp hơn rất là nhiều. Do vậy là màn về độ hiển thị thì là con này nét hơn này. Nhưng mà về rộng thì con này rộng hơn nhá. Đấy. Về màn thì mình sẽ chọn con này. Về chip thì mình cũng sẽ chọn con S9 Plus này. Ok. Tiếp theo thì mình đánh giá về camera đi. Camera thì ở đây mình cũng đã đi ra ngoài để mình chụp ảnh. Đây. Đây, đi ra ngoài chụp ảnh nhá. Thì vấn đề ở cam sau. Cam sau thì con Poco X3 này là có 4 cam. 4 cam. Còn con Samsung S9 Plus này chỉ có 2 cam thôi. Đấy. Tuy nhiên ở đây các bạn nhìn này. Các bạn ở cam thứ nhất thì mình thấy con Poco X3 này màn hình thì nó không được thực. Tức là nó ảo hơn nhá, không được nét. Nói chung là không được nét, không được sâu ảnh so với con Samsung S9 Plus nhá. Tiếp theo ở cam thứ hai. Cam thứ hai thấy các bạn nhìn này. Cam thứ hai con Samsung S9 Plus màn lúc nào sắc nét và thực tế hơn nhá. Đấy, do vậy là cam thì mình đánh giá cao về về cam của con Samsung S9 hơn. Tuy nhiên ở chế độ chụp ảnh thì con Poco X3 có 3 chế độ, cho nên nó có thể chụp được góc xa như thế này, góc rộng như này, mà con Samsung S9 nó không chụp được nhé. Và đây thì mình đã chụp một bức ảnh thật là xa, thật là sâu. Đây mình sâu gần cho các bạn xem. Thì ở bức ảnh này thì các bạn thấy là con Samsung Galaxy S9 có sự hiển thị rõ ràng, sắc nét và sâu ảnh hơn nhé. Mình sẽ zoom này, zoom hết mức có thể nhé. Và mình sẽ zoom này. Ok, các bạn thấy chưa? Con Poco X3 mặc dù là có chế độ chụp góc rộng rất là cao, tuy nhiên thì không thể zoom được, zoom đến đây là hết nhá. Còn con này có thể zoom được, à zoom đến tận đây này. Còn nếu mà mình zoom ở sâu như con này, sâu như con này, sâu như con này, ví dụ như thế này, thì độ sắc nét của ảnh của Samsung nó là hơn hẳn nhá, hơn hẳn luôn. Nói chung là hơn hẳn luôn nhá. Tiếp theo là đến cam trước. Cam trước thì đây, mình cũng đã chụp chính mình luôn nhá. Thì các bạn thấy không, con Samsung S9 nói chung là chụp nét, sắc nét, không mờ mờ ảo ảo như con Poco X3 này. Ok, từ đây thì mình đánh giá cao về camera của con Samsung S9 Plus hơn. Tiếp theo thì mình đánh giá về pin. Pin thì con Samsung S9 này pin thì sẽ là yếu hơn nhá. Samsung S9 này pin sẽ là yếu hơn. Pin Samsung S9 là chỉ có 3.300 mAh thôi. Còn con pin của con Poco X3 này là pin 5.100 mAh, 5.100 bao nhiêu đấy nhá. Có lẻ có dư một tí. Thì gọi là 5.100 mAh đi. Vì chi về pin thì con Poco X3 này trâu hơn nhá. Đấy thì nếu các bạn là muốn chơi game mà muốn chơi pin lâu thì các bạn chọn con Poco X3 này. Còn nếu các bạn không cần về pin lắm, các bạn chỉ cần xem Facebook, YouTube, Zalo, nghe gọi, thì có lẽ là nên chọn con Samsung Galaxy S9 này. Đấy. Ok, và bây giờ mình sẽ xem thông tin gì nữa nhỉ. Mình sẽ vào đây, mình sẽ tìm thông tin nhé. Ok, Poco X3 này. Thì đây, con Poco X3 này thì chạy được 2 sim. 2 sim các bạn nhé, 2 sim. Đấy. Còn con Samsung Galaxy S9 Mami này, S9 Plus Mami này chỉ dùng được 1 sim thôi. Do vậy bạn nào có nhu cầu dùng 2 sim thì các bạn chọn cái này. Hoặc các bạn có thể chọn Samsung Galaxy S9 Plus bản Việt Nam. Thì bản Việt Nam nó sẽ dùng chip Exynos 9810 hay sao đó nhé. Chip Exynos 9810. Có lẽ là như vậy. Thì các bạn có thể chọn sang con đó. Thì giá nó chỉ loanh quanh khoảng 4 triệu thôi. Bây giờ mình sẽ tìm con Samsung S9 này. Plus Việt Nam đi. Xem là nó sẽ là dùng chip Exynos 9810 đúng không? Vậy thì các bạn sẽ dùng con Galaxy S9 Plus bản Việt Nam nhé. Nếu các bạn muốn dùng 2 sim thì các bạn chọn mua cái đó.
và con đó thì chỉ dùng chip Exynos thôi. Tuy nhiên chip Exynos 9810 sẽ hơn được chip Snapdragon 732 của con Poco X3 này. Đấy. Nếu mà các bạn muốn Samsung S9 thì các bạn chọn S9 Plus bản Việt Nam. Ok. Đều là cổng 3.5. Nói chung là còn gì để đánh giá nhỉ? Mình xem còn gì để đánh giá nhé. Pin à. Nói chung là giữa con Samsung Galaxy S9 Plus Ma Mỹ và Ma Việt Nam ấy thì nó chỉ khác nhau về chip thôi. Đấy. Ok. Kêu bên là như vậy. Ok. Ok. Vậy thì nói chung là hai con đều được hỗ trợ sạc nhanh. Hai con đều được hỗ trợ sạc nhanh. Tuy nhiên thì con Samsung Galaxy S9 Plus này thì đã hỗ trợ sạc không dây rồi nhá. Samsung Galaxy S9 Plus đã hỗ trợ sạc không dây rồi. Đấy. Nói chung là để đánh giá hai con vì nói về giá cả nữa nhá. Nói về giá cả, nếu như các bạn mua hai con này một năm sau thì mình khẳng định với con mắt của một người bán hàng thì con Galaxy S9 này sẽ giữ giá hơn. Thì một năm sau nếu có xuống thì nó chỉ xuống khoảng 3,7 triệu, 3,8 triệu thôi. Còn con này thì có lẽ mình sẽ đánh giá nó xuống khoảng 3,2 triệu, xuống khoảng 3,2 triệu. Tức là về giá tụt giá thì con Poco X3 chắc chắn là sẽ tụt nhiều hơn. Vì lý do là con Samsung Galaxy S9 này được trang bị màn Super AMOLED cho nên nó rất là đắt ở cái màn. Do vậy là mình sẽ đánh giá cao. Ok nhá. Vậy thì ở đây mình sẽ đánh giá góc độ như thế này. Nếu mà người mua về để chơi game cần pin bền thì chọn con Poco X3, hoặc các bạn mua về để chạy Grab, chạy nói chung thì chạy xe công nghệ đấy thì các bạn chọn mua con Poco X3 này. Còn mọi lý do khác thì các bạn chọn cho mình con Samsung Galaxy S9. Do vậy mình sẽ đánh giá cao con Galaxy S9 này hơn rất là nhiều điểm, chỉ thua thiệt về pin. Thua thiệt duy nhất về pin so với con Poco X3 này thôi các bạn nhé. Ok. Và các bạn thấy video của mình hay thì các bạn có thể like, share, ủng hộ mình nhé. Và đừng quên ấn đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn nhé. Ok. Chào và thân ái các bạn nhé.